Chào các bạn nha. Một bạn có đặt mua mình 3 bức tranh gạo về tự làm. Một bức Như Ý này, có cành hoa size 15 x 20. Một bức Cha Mẹ size 30 x 40. Và một bức Bình An hoa sen size 30 x 40. Đây là keo này, keo sữa này, gạo rất là nhiều. Rồi mẫu mẫu đây, dụng cụ ở dưới này, mình sẽ xếp gạo ra nhé. Mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi, bởi vì là đây là một bạn đã mua lại, mua trước đây mua của mình một lần rồi, và hôm nay thì bạn ý nhắn tin và hỏi mua mình mấy cái bức này. Thì bạn kinh nghiệm làm rồi, mình sẽ nói cơ bản thôi, xem là phối màu như thế nào. Mình có đong 12 màu. Các màu này thì tương đối bằng nhau về khối lượng. Có màu 12, màu đen thì là nhiều hơn cả. Đấy, cái này nâu sẫm, cái này đen. Đây có dụng cụ dưới này nhé. Mẫu đây. Rồi, từng bước một này. Như Ý nhé. Chữ Như Ý thì là màu đen xì 12 này. Cành cây thì là 11. Hoa này thì bạn có thể dùng màu màu 7. Là nhụy trắng 1 nhé. Đến phần nền thì giữa 1, xong tỏa ra là mỗi màu một ít. Sau đó nó sẽ đến chỗ này thì là tầm màu màu 3 thôi. Ra đến đây thì 4, 5. 5 thôi. Đấy, từ 1 đến 5. Mà từ 1 đến 3 chỗ góc này. Tại vì là hình tròn nó ở lệch, nó lệch sang đây. Rồi bước tiếp theo này. Bức Cha Mẹ. Chữ Cha Mẹ thì là đen rồi, 12 này. Bạn có thể là gắn hết chữ Cha Mẹ, hoặc là bạn gắn chu vi sau đó bạn đổ cũng được. Thường này thì dùng 11 thôi nhé, đừng dùng đen xì. Là những chỗ sẫm là 11 thôi này. Rồi lá này thì có thể là 9. 9. Rồi. Rồi cái đường vàng này thì bạn có thể dùng màu trắng luôn. Vàng này thì nó chưa nổi lắm. Trắng là màu 1 luôn nhé. Đó. Rồi chân tay này thì có thể là 6 hoặc 5 cũng được. Đến phần nền này thì có một cái mặt trời trên này. Mặt trời này màu nó sẽ nhập với phần nền dưới đây. Vì thế là trắng ở đây 1 này. Sẽ chỗ đậm nhất ở đây sẽ là khoảng 5. 1 đến 5 đó. Sau đó sẽ giảm. Giảm xuống 1. 1 nó sẽ có một cái vệt như này. Nó bé ở đây, ra đây, to ra đây. Đó. Bạn định hình như vậy. Màu 1 đây. Và từ 1 nó sẽ đi ra các màu còn lại. Từ 1 nó sẽ nhập với 5 ở đây. Và từ 1 xuống đây. Dưới này thì khoảng màu 6. Hoặc là 7. Dưới này là 7. Đấy, 7 ở đây. Lên đến bóng thuyền thì sẽ tăng 7 này, 8 này, 9 này. Có thể là 10. Ngay dưới thuyền sẽ là 10. Đó. Và đây 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 này. Đấy, đi màu nó sẽ là như vậy. Tất nhiên màu 1 thì bạn theo bước này cũng được. Hoặc là giảm bớt màu 1 đi cho nó ngắn ngắn lại. Em bức Bình An này. Bình An này thoáng nhìn qua thì ta thấy là tông của nó là tông vàng. Là nhìn cái mẫu in màu này. Bạn cũng biết tông vàng. Theo mình thì là bạn đẩy màu vàng lên, bạn cho đến màu sáng đi. Cái vàng này nó chưa nổi lắm. Thì các màu sẽ như sau này, Bình An sẽ làm hai rồi. Những cái màu hoa này có thể bạn gắn một màu thôi. Cánh hoa bạn có thể dùng màu
đi. Màu 8 đi. Gắn hết nhá, những cái cánh này. 8 thất cũng được. Để cái lá dưới này. Lá dưới thì đường đen này là 12 này. À 11 này. Cứ nhớ là 12 chỉ dành cho chữ thôi. Các cái chữ là 12 hết. Còn 11 sẽ là những chỗ đậm này. À, gân lá này. Gân vàng này thì có thể là màu 4. Đó, rồi những cái này là 12 này. Những cái thân này. Thân cũng 12 luôn. Thân trên này có thể là màu 9. Cái hoa trên này thì có thể là 7 thôi. 7 hoặc 8. Đó, những cái nét gắn sẽ là như vậy. Còn đổ sẽ thế nào? Đổ thì hoa này đậm nhất sẽ là 7. Sáng nhất thì cứ cho xuống 1 đi. 7 xuống 1 nhé. Đấy, tương tự với các cánh còn lại. Trên đây thì theo mình là có thể không cần xuống 1 cho nó khác biệt. Thì có thể là 3. 8 xuống 3 đi. Thân này thì 6, 7, 8 này. Là từ trái sang phải. Đến cái lá dưới này thì trong sẽ là màu 11. Cứ thế giảm ra thì chỗ này sẽ có thể là 7. Đó. Dưới này thì điểm sáng hơn sẽ là 5. Thân này thì cũng là 6, 7, 8. Đấy, phối màu thì còn phần nền này. Nền này thì cứ để 1 ở đây nhé. Nó sẽ đẹp lắm. Đẹp hơn thế này. 1 này. Xong lên đến đây sẽ là 4 thôi. 1, 2, 3, 4. Đó. Kiểu như vậy. Các màu sẽ là đại khái như vậy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gói. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu mà có nhu cầu mua những cái combo tranh gạo như này thì để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp với mình. Mình là xưởng tranh gạo. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Bye bye.